đã quay trở lại tiêu điểm game Ông Gan. Là sản phẩm đang được nhiều nhà phát hành Việt Nam quan tâm chú ý, Đại Thoại Tây Du là tựa mobile game chiến đấu theo lượt được phát triển bởi NetEase. Về cơ bản, cốt truyện Đại Thoại Tây Du không sở hữu nhiều yếu tố mới mẻ khi được chuyển thể hoàn toàn dựa theo nội dung chính của clan game Tân Đại Thoại Tây Du 2 cũng do NetEase phát triển và phát hành tại khu vực Trung Quốc. Như đã nói ở trên, khởi đầu trò chơi thì game thủ cần lựa chọn cho mình một nhân vật gồm trong 4 chủng tộc gồm nhân, tiên, ma, quỷ. Theo cảm nhận chủ quan của ông Ga, về hình thức các nhân vật có giới tính nữ thường như được nhà sản xuất NetEase chăm chút nhiều hơn trong khâu tạo hình khi tỏ ra chi tiết và trông bắt mắt hơn hẳn. Ở giới tính nam thì ngoại trừ yêu tộc và ma tộc được xem như có chút iPhone thì nhân tộc và tiên tộc lại trông khá bình thường và tỏ ra không mấy hấp dẫn người chơi. Tất cả các nhân vật đều được thiết kế theo xu hướng V-Style đang rất thịnh hành tại thị trường đại lục. Dù không sở hữu tỷ lệ đầu to chân ngắn như phong cách chibi huyền thoại, thế nhưng các nhân vật lẫn quái vật đều trông khá là dễ thương và thú vị. Là một tựa game có phong cách quy style, hiển nhiên cảnh quan môi trường trong Đại Thoại Tây Du cũng nhiều màu sắc rực rỡ, với hàng loạt tông màu sáng được tận dụng tối đa. Thậm chí, trong những phụ bản về địa ngục hay phong đô quỷ thanh, nơi cư ngụ của thập diện Thiêm La Vương cũng không hề mang một chút nào sự kinh dị hay u ám. Bên cạnh đó, các kỹ năng của nhân vật cũng được thiết kế khá hoành tráng và gây được sự hưng phấn cho game thủ. Còn gì thú vị hơn khi điều khiển nhân vật của mình tung ra đòn tấn công khiến cả màn hình ngập tràn trong bữa tiệc về màu sắc nhỉ? Là một sản phẩm có được sự đầu tư xứng đáng từ nhà sản xuất NetEase. Phần âm nhạc và hiệu ứng âm thanh trong game dù chưa phải là đỉnh cao chất lượng, thế nhưng vẫn có thể được xem như loại hiếm có khó tìm trong hàng loạt các tựa game có chất lượng âm thanh trung bình ra mắt trong thời gian gần đây. Sở hữu lối chơi đánh theo lượt như người tiền nhiệm TS Online, Đại Thoại Tây Du cho phép game thủ xây dựng một đội hình tính đến 10 đơn vị cùng tham chiến. Các đơn vị này được phân chia làm hai hàng, trong đó 5 nhân vật do người chơi chọn lựa sẽ được mặc định xếp ở phía sau, trong khi sủng vật lại được đưa lên phía trước để chịu đòn. Dựa trên cốt truyện Tây Du ký kinh điển, dù có một số phá cách trong nội dung, thế nhưng dàn nhân vật trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân vẫn được tái hiện hết sức hoàn chỉnh đầy đủ trong game. Từ những thiên binh thần tướng mà các đại yêu quái đã quá quen thuộc như là Thái Thượng Lão Quân, Ngượng Nghinh Thần, Dương Tiện hay là Ngưu Ma Vương Hồng Hà Nhi, cho đến yêu quái ít nổi tiếng hơn như là Hoàng Phong Quái, Hắc Hùng Tinh đều có mặt đầy đủ. Có thể nói, kho nhân vật đồ sộ này hoàn toàn khiến game thủ có máu mê sưu tập cảm thấy hài lòng. Nhưng ở một khía cạnh khác, nếu chỉ cần tuyển một đội hình ưng ý đi phụ bản vượt ải, thì số lượng nhân vật quá mức khủng bố này sẽ khiến người chơi cảm thấy rối rắm khi không biết chọn ai, bỏ ai và phối hợp như thế nào để có thể tạo ra một đội hình hoàn hảo. Là một tựa game có phong cách chiến đấu theo lượt, thế nhưng các tính năng nhập vai như cường hóa trang bị, thăng cấp đồng hành, đấu trường, phụ bản trong Đại Thoại Tây Du vẫn được nhà sản xuất thực hiện hết sức chỉnh chu, khiến game thủ có những giây phút trải nghiệm hết sức thú vị. Bên cạnh đó, quá trình phát triển nhân vật cũng được tinh giản để không gây thêm khó khăn cho người chơi khi các nhân vật sẽ sở hữu 4 chỉ số chính gồm sinh lực, phòng thủ, tấn công và ma pháp. Mỗi khi lên cấp, nhân vật sẽ được một lượng điểm tiềm năng nhất định để có thể tùy ý phân bố theo ý muốn. Và bạn sẽ thích, đó là phong cách đồ họa nhẹ nhàng, tuy sử dụng rất nhiều tông màu sáng để tạo sự thân thiện nhưng rất biết cách tiết chế để không trở nên màu mè hoặc là lè lẹt. Và dàn nhân vật đông đảo được chuyển thể hoàn thiện từ tiểu thuyết Tây Du Ký cũng như bộ phim Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Tri. Bên cạnh đó thì âm nhạc nhẹ nhàng sâu sắc khi ở khu vực thành thị và hào hùng hoành tráng lúc chiến đấu. Chứ chưa phải là đẳng cấp chất lượng nhưng có thể xem là khá nhất trong những tựa mobile game ra mắt trong thời gian gần đây. Và bạn sẽ không thích đó là nhân vật phong phú là ưu điểm, nhưng chỉ khi bạn nắm rõ được cách phối hợp, nếu không đây quả là một cơn ác mộng khi không biết nên tập trung vào nhân vật hay đội hình nào. Và một số tính năng có xu hướng lặp lại gây nhàm chán khi trải nghiệm trong thời gian dài. Sở hữu một nền tảng đồ họa bắt mắt, dàn nhân vật phong phú được thiết kế theo phong cách V-Style đầy cuốn hút cùng với lối chơi gần giống với huyền thoại TS Online của ngày xưa cũng không quá khó hiểu khi Đại Thoại Tây Du là sản phẩm đang được nhiều nhà phát hành Việt Nam quan tâm chú ý trong thời gian gần đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tiêu điểm game Omga. Để cập nhật thêm thông tin về những tựa game di động hấp dẫn nhất, vui lòng truy cập vào website www.omga.vn. Cảm ơn các bạn.